Khi nhắc tới Acer Nitro 5, các bạn thường nghĩ đến cụm từ laptop gaming hầm hố, laptop gaming chắc chắn và laptop gaming có mức giá vô cùng tốt. Ngày xưa thì gọi là siêu rẻ, thế nhưng bây giờ mức giá được cao hơn một chút. Cùng với đó là thêm rất nhiều những điểm cải tiến. Mình đã có một video review chi tiết về phiên bản 15,6 inch 2020 rồi. Bạn nào chưa xem thì có thể click vào đường link ngay bên trên, video tận 20 phút cơ. Còn đối với phiên bản ngày hôm nay, mình đang có ở đây đã được nâng cấp hơn nữa. Thay vì là màn hình 15,6 inch thì tới ngày hôm nay 2021 đã được nâng cấp lên thành màn hình 17,3 inch và bây giờ mình sẽ review chi tiết cho các bạn mẫu laptop này có điểm gì khác biệt khi so phiên bản 15,6 inch. Khi nhìn vào khu vực thiết kế, đây là thiết kế của phiên bản Nitro 5 2020 và 2021. Về mặt cải tiến thì các bạn có thể nhìn thấy bao gồm sẽ có 4 khe thoát nhiệt, cổng cấp nguồn đã được đặt ở giữa, tầm này chắc không còn ai để kêu nữa. Còn nhìn sang hai bên, các bạn sẽ có tổng cộng là 3 cổng USB Type-A, 1 cổng USB Type-C, 1 cổng HDMI, 1 jack audio combo và 1 cổng RJ45. Tức là rất phù hợp với mọi nhu cầu gaming, kể cả bạn có cắm thêm chuột, bàn phím hay cắm thêm một cổng ổ cứng ngoài nữa. Mình là một người sử dụng tương đối nhiều các ổ cứng ngoài, mình có một cổng, một ổ cứng USB Type-C, một cổng cứng USB Type-A và mình cắm thêm bàn phím và chuột nữa, vẫn hoàn toàn đầy đủ và không thiếu bất kỳ một cổng kết nối nào. Ngoài ra thì nếu như bạn nào có nhu cầu nâng cấp thêm thì có thể mua thêm các jack chuyển đổi từ một cổng USB Type-A ra 4 cổng giống như mình nữa thì hoàn toàn phù hợp để các bạn dùng những nhu cầu cao hơn. Rồi, thì bây giờ mình sẽ mở máy cho các bạn nhìn. Mình hoàn toàn có thể mở được bằng một tay rất dễ dàng, bởi vì bản lề trên mẫu laptop này tương đối chắc chắn. Tuy nhiên thì không có bản lề nào hoàn hảo cả. Mặc dù các bạn có thể mở lên được bằng một tay, không có hiện tượng kiểu bị quá cứng, thế nhưng cái độ dơ của bản lề nó vẫn có ở đây. Như kiểu mình thả tay ra là bản lề sẽ bị sập xuống. Đây, mình sẽ mở lại cho các bạn nhìn. Đó, thì mình nghĩ là trong phiên bản tiếp theo, hoặc là đây là phiên bản sample cho nên vậy thôi, khi mà ra phiên bản chính thức thì mình nghĩ bản lề sẽ được cải tiến và khi đấy đây sẽ là bản lề cực kỳ tốt ở trong tầm giá. Và khi mở ra rồi thì mình thấy hai cạnh biển hai bên vẫn như truyền thống, mỏng, trên dưới thì hơi dày một chút để có thể chứa được webcam và logo của Acer. Màn hình sẽ là màn hình 17,3 inch, nhầm, bởi vì dòng Nitro 5 trước giờ toàn sờ màn hình 15,6 thôi. Màn hình đã nâng lên thành 17,3 inch, độ phân giải Full HD, tấm nền IPS và tần số quét là 144Hz. Theo như mình đánh giá cảm quan cá nhân và mình sử dụng trong gần một tuần thì mình thấy màn hình trên mẫu laptop Acer Nitro 5 phiên bản 17,3 inch sẽ phù hợp nhất với nhu cầu chơi game, cùng với đó là giải trí xem phim. Còn đối với những bạn nào có nhu cầu làm việc như kiểu edit video hoặc Photoshop nhẹ nhàng thì ok, đồng ý một điểm là vẫn có thể làm được. Còn với nhu cầu cao hơn, cần độ chính xác về màu sắc thì các bạn có thể cân nhắc để mua những mẫu màn hình rời của Acer, thì khi đấy về cái độ hiển thị chính xác màu sắc sẽ cao hơn. Nhìn xuống dưới khu vực bàn phím thực tế ra mình thấy giống như kiểu mang từ phiên bản 15,6 inch lên phiên bản 17 inch. Bàn phím có chất lượng gõ rất tốt, bàn phím có LED RGB và mình rất thích bàn phím của Acer Nitro. Mình không hiểu vì sao kiểu mỗi dòng Acer Nitro với Acer Predator, tức là dòng Acer Gaming ấy, có bàn phím tương đối tốt, còn đối với dòng Switch ấy thì bàn phím sẽ nâng hơn một chút. Nên có lẽ kiểu gaming kiểu khuyên người dùng ấy, thôi dùng luôn bàn phím của chúng tôi đi. Mà mình thấy được, dùng bàn phím mà chơi game tốt, mình thì dùng bàn phím cơ rồi nên mình vẫn sắm bàn phím ngoài. Còn khu vực trackpad thì gần như mình không sử dụng. Thông thường thì mình sẽ tắt luôn khu vực trackpad, mặc dù là chất lượng gì rất tốt, thế nhưng mà đối với nhu cầu chơi game thì làm sao chơi game bằng trackpad được, đúng không? Còn khu vực lớp phủ sơn ở đây, mình thấy đây là một lớp nhựa, độ flex thì gần như là không có, tức là mình bấm nhạy mình làm anh hùng bàn phím thì không bị lún xuống. Thế nhưng cái lớp phủ ở đây là lớp phủ bóng, thế nên sẽ rất bám mồ hôi và dấu vân tay. Các bạn nên mang theo một cái tấm rẻ nữa để có thể lau được cái khu vực kê tay, thì khi đấy laptop bạn nhìn trông sẽ đẹp và sang rất nhiều. Nói phần cấu hình đi, phiên bản mình đang có đây được trang bị CPU Ryzen 7 5800H với 8 nhân 16 luồng xử lý vô cùng tuyệt vời. Các đồ họa là GTX 1650, 16GB RAM và 3TB, trong đấy 3TB lưu trữ nhá. Trong đấy có 2TB là SSD và 1TB là phần HDD. Mình không biết có phải phiên bản sample do Acer gửi sang đến họ kiểu lắp full không, không biết phiên bản chính thức sẽ như nào, nhưng mà khi bao giờ ra phiên bản chính thức, biết đâu mình sẽ review lại cho các bạn, thì khi đấy các bạn sẽ biết được cụ thể khi ra mắt sẽ có bao nhiêu dung lượng ổ cứng. Thì đối với cấu hình này, với nhu cầu chơi game thì chắc chắn là sẽ vô cùng thoải mái. Còn đối với nhu cầu lưu trữ, cá nhân mình là một người sử dụng tương đối nhiều mà mình vẫn thấy 3TB là rất thừa, không biết các bạn sẽ như nào. Và bây giờ sẽ là phần trải nghiệm hiệu năng để các bạn thấy được là hiệu năng sẽ như thế nào.
Như các bạn có thể thấy được là trong quá trình trải nghiệm hiệu năng, nhiệt độ của GPU rất mát, nhiệt độ CPU thì hơi cao một chút. Thế nhưng đây là mình chưa kích hoạt được tính năng Cool Boot. Mình không biết lý do tại sao, mình nghĩ là do phiên bản sample chưa được tối ưu về mặt phần mềm. Thế nên với vậy mình đã có kích hoạt bằng phím cứng này, mình bật trực tiếp trên máy, mình có xóa đi tải lại, thậm chí mình có cài lại Win, thế nhưng tính năng Cool Boot vẫn chưa có thể hoạt động được. Mình nghĩ ra đến phiên bản chính thức thì sẽ không còn hiện tượng này, bởi vì mình đã trải nghiệm rất nhiều các sản phẩm Nitro, từ Nitro 5, Nitro 7 thì Nitro Sen vẫn hoạt động tốt. Và mình nghĩ khi mà kích hoạt được cái phần mềm Nitro Sen để bật được Cool Boot lên, tức là quạt quay 6.000 vòng trên phút, thì nhiệt độ sẽ còn mát hơn nữa, mình nghĩ sẽ giảm được chừng 5 độ C đấy. Và nếu như bạn quan tâm thì các bạn sẽ chọn mua phiên bản 17,3 inch hay là phiên bản 15,6 inch. Đừng quên để lại ý kiến ở ngay dưới mục bình luận để cho chúng mình được biết. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là ăn phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.